Hôm nay mình ở Phú Riềng, ở đây là mình tới cái vườn sử dụng ống khí, thì mình sẽ quay lại cái trên đường đi những cái cây không sử dụng ống khí nhé, và lát nữa mình sẽ so sánh. Và đây là vườn ống khí, giống gì cây bao nhiêu năm tuổi anh nhỉ? Năm 4. Cây khoảng bao nhiêu năm? Cây này năm 4, còn đang lăn là bờ mùa này. Năm mùa của chủ ở Sài Gòn đấy. Lá có thể được đẹp. Một năm rồi bao nhiêu đây? Một năm mình hoàn được mấy lộ này. Mà một năm mình cạo thì mất thế này dầm. Còn như cây này nó khoảng như này nó đâu bị nứt mấy nhiều rồi, đâu có nứt đâu. Anh thấy nứt bao nhiêu đâu mà. Anh kêu là cái lỗ khoan, cái lỗ khoan nó nứt. Đây này. Nó dạng đình chín mà. Nhưng mà cái này nó không có dạng đáng kể. Ngoài à? Nó không đáng kể bao nhiêu. Nó mù vẫn có. Lần sau mình khỏi cà da me chắc nó cũng không bị tình trạng nứt giống như này. Đây cái này hở ra chút giống như cái trong cái tài liệu cái hộp mới. Anh chặt thôi. Đó như vậy thôi là được rồi. Nó phải thôi. Chặt thôi. Vậy thôi là đóng vô luôn. À, để cho mày chải mình làm sạch được. Đúng rồi, cái bùi nhùi mình làm sạch cái phần da chết thôi. Như thế này là được rồi. Không có cần phải kia. Thì năm vừa rồi mình khảo sát cái những cái vườn mà chỉ làm như thế này là nó không bị tình trạng nứt giống như này. Nói chung là cái vườn này là vườn bề bề này, lúc đầu nằm á là minh gạo truyền thống á là nó chỉ có 35 kg cho 500 cây. Đến lúc cái gắn gạo khí này lên là nó lên tới tầm 70 kg đến 80 kg, có khi đến 1 tạ luôn. Cho 100 cây. Cho là 500 cây. 500 cây. Đó. Mủ rất nhiều nha. Không cũng như là mà cây vẫn đẹp. Nhiều người bảo là làm mà cây nó nhỏ nhưng mà phần phần hiện tượng là các này cái cây nó nhiều mủ nhiều quả này lá nó đẹp. Chắc là chỉ làm cái ống này này để có cái ống lúc ra là nó đi rút ra cái là đó mủ nó theo luôn này đó là mình việc mình rút cái đâu này ra cái là sạch đó là xong và mình khoan lỗ mới là mình lại gắn vô thì làm cũng rất là nhanh. Đó này cứ hợp che mưa một cái tấm mà gắm hai đinh kim là hiệu quả. Tại vì nước khi mưa nó có heo cái này nó xuống không? Không xuống được. Nó chỉ chảy qua luôn cái chỗ này này. Chảy xuống. Nếu vậy thì tránh được cái tình trạng mà heo cái đây dụng cụ lấy mũi đi xuống. Vậy thì che mưa thì kia là rất hiệu quả. Che cao hơn một chút luôn. Như thế này là vừa. Không, mình để đây. Nếu mà mình làm tổ thì mình cột hẳn cái kiêng lên đây. Mình làm cái tổ. Nhưng mà năm sau anh vẫn chưa phải cột kiêng. Làm như vậy thì năm sau nó phải cột kiêng. Nó đơn giản. Cái này là 5 ly. Anh để dưới đất vậy được, năm sau vẫn chưa phải cột kiêng. Nếu mà mình dùng mình cắm cái này thì là anh mất bao lâu để anh làm 500 cây? Nếu mà mình dùng cây một người là 1 tiếng rưỡi. Hai người thì chỉ có 45 phút. Một người 1 tiếng rưỡi mình sẽ cắm xong. Còn cái khí bên mình bao lâu mình mới dời cái nắp chắc? Là 1 tháng mình dời 1 lần. Cũng một tháng rồi. 1 tháng mình dời từ cái dưới này dời lên cái trên này. Từ này qua bên này. Là dời theo hình tròn. Và không phải là tròn hết cây nha, là tròn cỡ y như là 1/2 của cây. Để mình lấy một mặt để đỡ mà không dời cái chén luôn. Lượng mủ nó cái kia cái đợt làm gì kia nhỉ? Làm mà đang khu dù 4 cái kia. Trên đó bay lắp bay bay này. Cái lớp vỏ cái những cái lỗ khoan anh thấy tốc độ mà nó hồi phục sao? Có chứ, nó lên ra nhanh chứ. Nó lôi lên nhanh lên đây nè. Đây này, cái nằm đâu đấy. Cái chỗ này là làm đầu tiền này. Đó, nó đã liên rồi này. Nó lôi mủ rồi, mủ lên hết rồi này. Năm ngoái làm 5 tháng. Lên băng rồi đâu này. Vừa này năm ngoái là áp dụng 5 tháng. Vừa này áp dụng sau cái vùng bên kia. Áp dụng sau. Trước chứ. Xong rồi xong bên mình kia lại làm luôn loạt luôn hết luôn đấy. Bên đây có súng 4 nè. Cắm ra, rút ra. Đó, rút cầm tay, rút cái đầu là đấy là xong. Đó, nó rất đơn giản. Rồi nó khoan cái gắn lại qua cái ống
Qua cái khác. Nên là đi cao mình chỉ cầm 10 cái ống đút trong túi, 10 cái ống thì mình dự phòng. Cái ống này thì là mình ngâm xà bông tổng cộng là 2 lần. Là chỉ lúc đầu thôi. Có nghĩa là lần đầu mình trước khi mà mình lấy mũ mình ngâm xà bông. Xà bông xong rồi mình phơi nắng cho nó ráo cái ống. Xong rồi là mình ghim. Có cái gì nó một lần cũng nó cũng ra luôn. Sau đó mình lấy mũ một lần nữa, rồi mình về mình lại tiếp tục mình lấy mũ ra mình lại ngâm xà bông thêm lần nữa. Từ lần thứ hai là trở đi là không cần không nữa. Là rút ra rồi nó ra. Ra giống như là cách không dầu máy may đó với cái ống dài vậy. Đúng đó. Làm kiểu đó đó. Nó đi xuống cái vùng 4 đó. Đây là cây bóng gió của cái lá cây này so với xung quanh thì đẹp hơn. Đẹp hơn. Đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn là mình tạo kim phấn. Lá tươi đẹp. Hầu như là nó ít bị là nấm hơn là mình cạo truyền thống. À. Cạo truyền thống lá hay bị nấm đốm lá. Nó không bị đốm lá đâu. Nó rất ít. Nó không có bị đốm lá. Không có tí. Nó là chua vậy. Nó hóa như cái đầu cái ố cá nó lúc mà cạo hả? Lúc mình lấy mũ hả? À, là lúc đó mùa, trong mùa cạo mà. Nó lo cạo mùa được. Cái này là 7 xăng đúng không? Nó cũng rút ra được cái loại 5 xăng. À. Mình đã mình như lại cần áp dụng là không nên, nói chung là nếu mà người nào xiềng mà mình đều gồ mà mình bọc mủ nhá là mình lấy được hết nha, mình tận dụng được tất cả những cái này là mủ dày. Nhưng mình mà lấy là mình rút ra cái mình vứt cái này vào trong gồ mủ dày mà mình cái, nhưng mà cái này để qua ngày thứ hai thứ ba rồi nên cái miệng này nó khô rồi không vấn đề gì hết. À đúng không, là mình tận dụng được hết cả mủ dày, không bỏ một cái gì. Có nghĩa là không có cần cái dây trong này. À nó có vẫn còn mủ dính trong đây này. Tại vì nó khô rồi nó vẫn đảm bảo cái vết thương trong đây được kín hả? Đúng rồi. Cái này mình làm vì một xây là mình phải trang bị hai cái này đúng không? Dạ. Bởi cái ống đấy chi phí nó rất rẻ, một ống mà mua một cuộn của nó là mình cắt ra thì là một cuộn này là một cuộn mới có 6 rồi là một thằng nhé không chi phí nữa. Đây thì 4 là bên mình áp dụng là 3.000 cây và chia làm 2 vườn và 1 vườn là giống R4 còn 1 vườn là giống BB260. Đang mấy trên này là cái vườn này là một nửa đang trên này này là BB còn nửa dưới này là R4 này đó. Thì mình thấy hiệu quả hơn là cái thằng nó cạo truyền thống hai cái vườn này mà cạo hết vườn đấy thì nó chỉ đi cạo truyền thống là nó chỉ tầm một tạ mủ thôi là hết 1.000 cây ạ. Cơ chuyển sang cái khoan lấy mủ này thì nó nói chung là cả 500 cây đã được một tạ mủ rồi. Bằng mình cạo truyền thống là 1.000 cây là được gấp đôi. Gấp đôi. Nếu mà cạo 1.000 cây là một ngày là nếu mà mình ngay một ngày mình khoan hết 1.000 cây là nó lên tới 2 tạ mủ. Là gấp đôi mủ đó. Còn cái vườn kia? Vườn kia thì nó cũng gấp đôi luôn. Vườn kia là cạo 700 cây, khoan 700 cây. Nó ít hơn cái vườn này, nó được tầm cỡ 8, 9. Ít cây hơn. Ít cây hơn. Còn cái công thì như thế nào? Cái công lao động chẳng hạn như cái này so với cạo truyền thống thì nó như thế nào? Thì nó nhan hơn nhiều chứ. Bởi vì mình làm cái vườn này là mình làm có 1 tiếng xong. Mà mình cạo truyền thống 1.000 cây là phải mất 4 tiếng. À. Còn tại vì cái này nó sẽ thêm có cái công là giờ nắp chóp với lại là bơm khí là cái này là mình chỉ mất công mình làm bản ngay thôi chứ không phải làm bản đêm, nó nhan rồi tối thì được ngủ. Nếu luôn tính luôn cả công đóng nắp chóp, giờ nắp chóp và bơm khí thì nó sao cả nó chỉ tầm cỡ tầm 3 tiếng. 3 tiếng là bơm khí tính ra 1 500 cây mình sẽ bơm mất bao lâu? 500 cây bơm mất cỡ tầm 2 tiếng. Còn giờ nắp chóp mất tiếng
thì nó chắc mất tiếng. Vậy thì tính tổng về cái thời gian mà sử dụng cái này cho 500 cây thì nó sẽ là so với cạo truyền thống thì nó, anh thử tính giùm mình là sẽ chênh lệch như thế nào, chẳng hạn như là cả cạo lẫn cạo thì nói chung là nếu mà làm ở đây thì nó nhan rồi là mình cạo thật. Rồi cái thời gian cạo của mình là hết tận cạo truyền thống là 4 tiếng. Mới mình dò trò mấy cái này mình rơi nọc chót mới bơm khí mới khoan nó chỉ trọn vẹn có 3 tiếng. 3 tiếng. Là đâu phải là ngày nào mình cũng phải làm rồi mà. 3, 1 tháng 3 tiếng là tính là cả công giờ nắp chót với nắp công, chót, công khoan. Nhưng mà tính nó thì phải chia 3 chứ. Chia 3 ra mất 6 tiếng. Chia 3 ra thì nó sẽ là mất có 1 tiếng cộng thêm 1 tiếng mà mình khoan nữa thì tính ra nó sẽ là 2 tiếng. Tính ra thì nếu mà chia đều ra cái thời gian cho cả công lẫn bơm khí lẫn giờ nắp chót thì nó sẽ là 2 tiếng so với 4 tiếng. Nó nhanh hơn, nó nhan người hơn. Năng suất nó cao hơn. Lần này đây là mình cạo, bắt đầu đây, bắt đầu là gắn vô cạo thử đấy. Chút giết kén ở đây thử. Hả? Độ thì nó cao hơn là mình cạo trên phóng. Độ nó chênh lệch nhau, mất nó chênh lệch nhau phải đến 6 độ, đến 10 độ. Mình cạo truyền thống là sản lượng tăng đã có tính cái độ tăng trong đó là tính là quy khô hay là không, mình nó không tính quy khô, nó đốt hết cái lượng độ. Là có nghĩa là cái sản lượng tăng gấp đôi là độ tăng thêm tầm khoảng 6 độ. Dạ. Vậy là cái năng suất nó tính theo cái kiểu quy khô thì nó sẽ hơn gấp đôi. Đúng rồi. Nó sẽ hơn gấp tầm khoảng hơn là một 10 kg là mình đốt ra được 4 kg một tình. Đó. Một tạ là mình đã có được 40 kg một tình rồi. Là mình bắt đầu 40. Đó. Còn độ trung bình của vườn cây mình là độ gì? Trung bình là cạo truyền thống là có 32, 33. Từ lúc mà gắn gáp xí này vào cái này nó lên tới 40. Trên 40 cũng có. Sản lượng nó như thế nào, nó có đều đặn hay là nó đều. Không có tụt. Nếu một lần nó tụt thì lúc nào là hết khí thì nó tụt chỉ tầm cỡ chục ký, xong nó lại bình bơ lên, nó lại lên khi lên mổ lại bình thường. Nó không có như mình cạo truyền thống là nó xuống, nó xuống. Là từ đầu mùa đến cuối mùa là nó ổn định về cái sản lượng vậy luôn. Thì nó không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, đúng không? Có nóng hay là ấy thì nó vẫn được mủ vậy. Dạ, thời tiết nóng thì nó cũng vẫn vậy. Vẫn vậy. Nó không xuống. Vậy nó tính ra thì do cái thời tiết nó ảnh hưởng là khi mủ ra ngoài nó đông trên miệng cạo nó làm giảm sản lượng, còn cái này thì nó không có bị tình trạng là đông trên miệng cạo nên nó không, nó sản lượng ổn định hơn. Nó không có bị sương muối rớt vào miệng cạo, nó làm đồng dày miệng cạo mới đồng miệng nhanh hơn. Trên vườn mình thấy có nhiều giống khác nhau thì theo kinh nghiệm của anh thì những giống nào nó đạt sản hiệu quả cao khi dùng này? Dù 4. Nói chung dù 4 mới BB 2610 là thấy hiệu quả. Mới cái giống Lai Hòa thì nó thấy nó hiệu quả, nó đào mủ rất nhiều. Còn giống nào anh thấy không phù hợp? Giống không phù hợp chỉ thấy rằng GT1 là không phù hợp, giống ngày xưa đấy. Tại sao nó không phù hợp? Bởi vì nó chảy cái lượng mủ mình cạo truyền thống nó lại quá dài rồi, nó chảy quá dài, mình gắn gáp khí ra làm nó làm loạn cái mủ ra nữa, nó lại chảy dài hơn. Nên là mình thấy nó không hợp với cái áp khí này. Là nó chảy quá nhiều mủ. Nó chảy quá nhiều mủ với nó, cái lượng nó chảy lại hôm sau nó cũng quá nhiều. Vậy những cái vườn của anh, những cái có cây GT1 thì sản lượng cả năm nó như thế nào và nó có ảnh hưởng gì vào cây hay như thế nào? Nó cũng không ảnh hưởng gì vào cây hết. Thì nhưng mà cái số lượng mủ mình thấy chảy lại nó nhiều ạ. Mình sợ, mình e ngại hơi còn thực tế thì là mình lấy tế nó cũng chẳng có sao hết. Nó cái số lượng mủ nó ra vẫn bình thường thôi. Chẳng qua là mình lo là cái cây nó số lượng mủ nó ra quá nhiều nên mình cũng khiếp, cũng e ngại với cái giống cây đó. Ở lát vườn anh thử chỉ cho mình cái cây, những cái cây giống đó rồi nó cái chuyện đây nè. Vườn này thì lâu lâu có cây thôi. Cái cây lá chút xíu này.
Đừng ca không? Đừng ca không? Đừng ca năm ngoái rồi. Ồ, cái giống này xanh xanh quá trời ha. Đá to ghê. Năm nay cái lá của cái cây này anh thấy sao? Nó tốt như năm ngoái không? Tốt hơn chứ. Là năm ngoái. Thì nó vặn cổ, sang truyền thống nên nó cạo nó khô lâu lắm, nó khô dai, bởi vì nó là nó ảnh hưởng cái là nó mưa nó hắc cái miệng gạo này nó thối miệng gạo. Dẫn đến nó khô rất nhiều từ đời xuống đời này. Xong rồi mình cắt xuống tận đời này, mình cắt xuống cái đời bắt đầu mới có mủ. Đó, bởi vì cái lượng vỏ nó bỏ quá nhiều. Mình mà sàn kiểu như mình làm thì nó chỉ có bỏ nó một xíu vỏ rồi mình lên trên nó lại có mủ lại bình thường. Nó cũng không phải là nó không bị mưa gió hắt mà. Nó ổn định hơn những cạo của mình. Cái cây thực sinh đó là sao? Như mũi nó là sao là có mũi cái này không có chùi vòi đúng không? Không, này cái thực sinh có chân vòi đây. Mà nó trôn sâu quá, hiểu không? Nó trôn sâu quá. Nó có chùi vòi thì nó trông sâu quá. Nó lắp mất cái này. Lắp mất cái này, lắp mất cái chùi vòi. Cái dốc, cái suối nó chờ trôn đó. Bên kia nó có cái chùi nhỏ. Đây cái cá này. Cá nhiêu ạ? Mấy chỗ nhà. Đó, tàng quay cái vườn cá truyền thống bên cạnh đó. Hết luôn nguồn con ghi đồng đó đại dương thống đó. Đại dương thống đã đẩy thỏ rồi hết hết rồi con ghi đồng một cây đó cả dương thống đó. Các bạn hoàn là có thể là mình đợi được cái bao nhiêu vỏ nó đẩy dương thống con ghi đồng vỏ mà cạo dương thống này thì một năm mà người ta bày là người ta mở lúc cuối năm rồi. Cạo chiến thống ấy, mở cuối năm đã 10 phần, mười mấy phần. Mà nay nó cạo hết năm thì chắc nó phải tới đây quá. Nó phải tầm 40 phần miệng úp. Thế nơi con vỏ là mà cạo. Đúng không? Cái này anh biết sản lượng nó vừa bên đây không ta? Thấp lắm. Là bao nhiêu? Bên đây được 600 cây mà cạo cả nửa nha. Cả úp đây này. Mà được có 7-80 kg. À. Đó. Độ qua mà lại độ lại thừa thấp nha. Độ bên đây bao nhiêu vỏ nha? Độ bên đây nó có 34-35 rồi. Tại mình có nhiều đất cỏ, cái lượng cỏ quá nhiều. Nó có liên được không nè. Nếu mà đã cạo cạo truyền thống nó đã thả bên đây nó có liên được đâu mà. Đó, cạo truyền thống ấy. Nó có liên được đâu. Tay nghề kém. Cạo truyền thống nó gạo bên đây thì nó không bao giờ lên được. 25 bằng áp khí đó nó vẫn dễ lên rồi, nhảy lên rồi. Có nghĩa là ai cạo dở thì tốt nhất là chuyển qua áp khí. Nhưng mà đây cạo hơi tệ nha. Cái nào cũng vậy luôn. Chứ tưởng là chỉ có vài cây hay cây nào cũng tới xương hết. Hay không khủng. Cạo khi này chủ vườn cạo á. Này chắc chủ vườn cạo đó. Ừ, chủ vườn. Nhưng mà hãy bấm điện thoại thôi. Sao á? Tao có sống nữa. Mình không có sống. Trong đời đây tao vô đây cạo là mất liên lạc với ngoài xã hội mà. Rồi, cảm ơn anh vì cái buổi chia sẻ. À, anh có thể cho mình số điện thoại hoặc là như thế nào cho những cái khu khách hàng khu vực gần đây á, họ có quan tâm thì họ có thể liên lạc được. Dạ thì 0966 897 587. Còn cái địa điểm là 08 Long Hà, ở khu Long Hà. Long Hà, dạ. Huyện là huyện anh nói huyện luôn. Huyện Phú Riêng. Huyện Phú Riêng. Dạ. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp lại.